Bản tin thời sự quốc tế ngày 26 tháng 10 năm 2023. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự thế giới mới nhất. Sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Chiến sự Ukraine, giao tranh ác liệt chưa từng thấy để giành giật Irizka. Giao tranh Nga-Ukraine trong ngày qua vẫn căng thẳng tại hai miền Đông Nam. Ukraine nói đạt tiến bộ tại Zaporizhia, cảnh báo thành phố Adipska tại Donetsk có nguy cơ bị xóa sổ. Trong khi đó, Nga lần đầu tuyên bố các lực lượng Moscow đánh chặn được tên lửa at do Mỹ viện trợ Ukraine. Đối đầu đường hầm kiên cố, Nga chọn chiến thuật nào ở Adipska? Trong bối cảnh giao tranh ác liệt ở miền đông Ukraine, Adivska đã trở thành tâm điểm tranh chấp giữa hai bên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Để đạt được các mục tiêu chiến lược, quân đội Nga đang sử dụng chiến thuật gì? Israel chính thức mở chiến dịch tấn công trên bộ và giải Gaza. Sau 20 ngày bắn phá liên tục vào giải Gaza như một phần của chiến dịch gươm sắt do Israel thực hiện nhằm đáp trả Hamas, hôm nay, ngày 26 tháng 10, Israel thông báo lực lượng bộ binh nước này đã thực hiện một cuộc tấn công lớn vào giải Gaza. Mỹ lúng túng trong xử lý hai xung đột ở Ukraine, Gaza. Nhiều nước chỉ trích Mỹ thiên vị quá mức cuộc xung đột Ukraine, trong khi không có ứng xử phù hợp trước các hành động của Israel với người dân Palestine. Sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Chiến sự Ukraine giao tranh ác liệt chưa từng thấy để giành giật Abysca. Người phát ngôn của nhóm chiến đấu phía Tây, ông Sergei Zibiski, ngày 26 tháng 10 cho biết, nhóm này đã tấn công các điểm triển khai quân đội Ukraine gần Timovska ở vùng Kharkov. Trong quá trình chiến đấu ở Kupian, các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Tây được hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh đã đẩy lùi 15 cuộc tấn công của các lữ đoàn cơ giới Ukraine gần Sisovka, Timovska, Nadia. Ông cũng cho biết là pháo binh Nga đã phá hủy hai hệ thống pháo tự hành Goriska của Ukraine và một khẩu pháo M777 gần Pechanoi và Krenitsky. Trong ngày 25 tháng 10, quân Nga tiếp tục dồn hỏa lực tấn công, gây thiệt hại cho 105 đơn vị tác chiến của Ukraine, theo TASS. Tại Donetsk, quân Nga đã đẩy lùi 11 đợt tấn công của quân Ukraine theo hướng thành phố Liman và các khu vực phía nam Donetsk, khiến cho đối phương chịu nhiều thiệt hại. Tổn thất mà quân Ukraine gánh chịu tại Donetsk lên tới hơn 620 binh sĩ, 2 xe tăng, 5 xe bọc thép, 9 phương tiện cơ giới, 1 khẩu pháo M777 và 1 hệ thống pháo cơ giới Gorivska. Bộ Quốc phòng cho biết, Tại Kharkiv, các đơn vị Moscow phối hợp với UAV, pháo binh, phun lửa hạng nặng đã đẩy lùi 15 cuộc tấn công của đối phương tại thành phố Kupian và các khu định cư phía nam Kharkiv. Thiệt hại mà đối phương phải chịu lên tới 145 binh sĩ, hai xe chiến đấu bộ binh, hai xe cơ giới, một khẩu M777, hai hệ thống pháo Gorivska, một kho đạn của quân Ukraine tại thị trấn Volchansk cũng đã bị phá hủy, Bộ Quốc phòng cho biết. Tại Zabruzia, quân Nga dùng hỏa lực pháo binh kết hợp không kích đẩy lùi 5 cuộc tấn công của đối phương tại các khu định cư Verbov và Robotino, khiến quân Ukraine tổn thất 85 binh sĩ, 4 xe tăng, 5 xe bọc thép, 2 phương tiện cơ giới, 1 khẩu D-20 và 1 khẩu pháo M-119. Tình trưởng tỉnh Belgrade của Nga ông Vyacheslav Blaskov cho biết trong ngày 25 tháng 10, quân Ukraine đã bắn hơn 180 quả đạn pháo vào các điểm đông dân cư của tỉnh. Một số ngôi làng ở vùng biên giới giáp với Ukraine đã bị pháo kích trong ngày qua, nhưng rất may là không có thiệt hại dân sự nào. Ông Blaskov cho biết theo hãng thông tấn Igriform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong 24 giờ qua, lực lượng không quân Ukraine đã 7 lần tấn công các cụm nhân sự, khí tài của quân Nga. Trong khi đó, các đơn vị tên lửa, pháo binh, Kiev đánh trúng 3 kho đạn, 6 hệ thống pháo binh và một trạm tác chiến điện tử của đối phương. Theo Bộ Tổng tham mưu, trong ngày qua, thì quân Nga đã 47 lần không kích, 25 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các đơn vị Ukraine vì các điểm đông dân cư, các đợt tấn công đã gây ra một số thiệt hại về dân sự, làm hư hại nhiều nhà dân và nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng. Theo Ingrid hoạt động phản công của quân Ukraine vẫn gặp khó tại chiến trường hai miền Đông Nam. Trong ngày qua, lực lượng hai bên đã có 66 trận giao tranh. Bộ Tổng tham mưu còn cho biết trong ngày 25 tháng 10, quân Nga đã dồn hỏa lực tấn công vào các đơn vị Ukraine theo 6 hướng chính, gồm thành phố Kupian, tỉnh Kharkiv, các thành phố Liman, Bakhmut, Adivska, Mariska, cùng thuộc tỉnh Donetsk và phía nam tỉnh Zabrosia. Tại thành phố Kupian, Kharkiv, miền đông Ukraine, quân Nga đã dùng pháo và cối không kích mạnh vào 10 khu định cư, đặc biệt là Sinsivska, Petropalivska, Ivanivska, Pichens, Brestoy, khiến một số trang trại tại các địa phương trên bị hư hại. Trong ngày qua, lực lượng phòng vệ Ukraine tại Kupian đã đẩy lùi 11 đợt tấn công của đối phương. Tại tỉnh Donetsk, mặt trận nóng nhất miền đông, quân Nga đã bố trí cối, lựu pháo, máy bay không người lái UAV, không kích vào 60 khu định cư tại các thành phố Liman, Bakhmut, Adivska, Mariska. Theo Ukraine, lực lượng Ukraine tại các thành phố này đã đẩy lùi 42 đợt tấn công của đối phương. Riêng tại thành phố Adivska, ông Vitaly Barabas, người đứng đầu chính quyền quân sự Adivska cho biết, quân Nga đã dồn dập tấn công thành phố này từ hôm 10 tháng 10. Các đợt tấn công đã khiến cho hàng chục khu trung cư và nhiều làng mạc tại khu vực bị tàn phá. Chúng tôi đang cố gắng sơ tán người dân đến nơi an toàn, vì nếu quân Nga tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công Adivska như hiện tại, thì khả năng cao trong vòng 2-3 tuần nữa, thành phố này sẽ bị xóa sổ, ông Barabas cảnh báo. Tại Zaporizhia, miền nam Ukraine, quân Nga đã không kích hơn 20 khu định cư, đặc biệt là Novo Danilivska và Mali Secheversky Stepoy, Ibrahim dẫn lời tướng Oleksandr Tanavsky, chỉ huy quân đội Ukraine ở chiến trường miền Nam cho biết, trong ngày 25 tháng 10, các lực lượng Ukraine đã thành công đẩy lùi đối phương tại vùng phía Tây làng Verbov, Zaporizhia. Trong ngày qua, các đơn vị Ukraine đã 932 lần khai hỏa các hệ thống pháo binh vào các đơn vị Nga tại làng Verbov, các đợt tấn công khiến cho đối phương chịu nhiều tổn thất, gần 400 binh sĩ Nga bị loại khỏi vòng chiến đấu, 23 phương tiện chiến đấu bị phá hủy, trong đó có 3 xe tăng, 7 hệ thống pháo binh, 4 UAV, 8 phương tiện cơ giới, ông Tadavsky tuyên bố. Đối đầu đường hầm kiên cố, Nga chọn chiến thuật nào ở Adivska? Adivska không phải là nơi dễ tấn công. Trước hỏa lực mãnh liệt của quân Nga, phía Ukraine dù tổn thất nặng nề nhưng vẫn kháng cự mãnh liệt họ đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để kiên cường phòng ngự trước sức ép tấn công của quân Nga. Trong chiến dịch phản công hè thu của quân đội Ukraine, ngoài việc phòng ngự chắc chắn ở khu vực phía Nam, Nga quyết định nhổ chiếc gai Adivska. Đây là thành phố vệ tinh của thủ phủ Donetsk, có tầm quan trọng chiến lược và quân Nga đã tổ chức nhiều cuộc tấn công để chiếm Adivska nhưng đều thất bại. Lý do quân đội Nga tấn công Adivska thất bại không phải là quân Ukraine vượt trội về quân số hay là chiến thuật, mà do quân đội Ukraine đã xây dựng những công sự kiên cố và hệ thống đường hầm dưới lòng đất tại đây trong suốt 8 năm qua, nên cuộc tấn công của Nga gặp khó khăn. Nhưng hiện nay, quân đội Nga đã hạ quyết tâm nhổ bằng được cái gai này khi mà tập trung một lực lượng chủ lực gồm 40.000 quân và mở một cuộc tấn công tổng lực về hướng Adivska, cố gắng chiếm hoàn toàn pháo đài này. Theo hãng tin Mỹ CNN, dẫn lời cơ quan tình báo nước này cho biết, hiện quân đội Nga đã tập hợp 429.000 quân, 2.347 xe tăng, 5.653 xe bọc thép, 3.186 khẩu pháo và 900 pháo phản lực phóng loạt tại chiến trường miền đông Ukraine. Với lợi thế về sức mạnh và trang bị như vậy, quân Nga đã bắt đầu áp dụng chiến thuật mới, liên tục tấn công vào các vị trí quân Ukraine bằng các cụm thiết giáp, đồng thời yêu cầu hỗ trợ trên không khi quân Ukraine phản công. Tuyến phòng ngự của quân đội Ukraine chìm ngập trong hỏa lực của quân Nga với tổn thất nặng nề. Mặc dù vậy thì quân đội Ukraine vẫn chống cự ngoan cường và kiên quyết phản công, đánh bật các mũi tấn công của quân Nga vào Avdivka khiến cho quân Nga gặp khó khăn. Ở ngoại ô phía nam Avdivka, quân Nga đã băng qua đường sắt và tiến vào khu vực gần đó. Ở đó, họ đang tấn công vào những trận địa phòng ngự lớn của Ukraine. Cùng lúc đó, thì các nhóm thiết giáp tấn công của Nga đã chọc thủng phòng tuyến của Ukraine ở phía đông nam, làng Severnoy, và đang tiếp cận Adivska từ hướng tây nam. Ở sơn phía bắc Adivska, quân Nga đã giành quyền kiểm soát một điểm chốt có tính chất quan trọng về mặt chiến thuật trên khu vực bãi xỉ thải của nhà máy hóa chất than cốc Adivska. Các công sự của Ukraine bố trí trên khu vực nhà máy than cốc đồng loạt bị hỏa lực quân Nga tấn công. Trong mấy ngày qua, các trận giao tranh ác liệt diễn ra gần làng Bedichi và Ustepoy ở, ở phía tây bắc Abdiivska. Hiện lực lượng Ukraine ở Abdiivska có nguy cơ rơi vào vòng vây. Với việc tập trung lực lượng lớn, Nga hy vọng sẽ nhanh chóng chiếm được pháo đài Adivska để phá vỡ vòng vây chiến lược của quân đội Ukraine do tại thành phố adivska quân đội ukraine đã xây dựng số lượng lớn công sự và hệ thống đường hầm dưới lòng đất nên quân đội nga chọn cách bao vây và buộc quân ukraine phòng thủ phải đầu hàng thay vì mạo hiểm tiến vào thành phố đây được coi là một chiến lược khôn ngoan hơn dù quân đội nga có lợi thế về quân số và khí tài nhưng quân phòng thủ của ukraine ở adivska cũng không dễ bị đánh bại nên nhớ là adivska được quân đội ukraine coi là tuyến phòng thủ quan trọng do vị trí chiến lược của nó quân đội ukraine đã tổ chức một hệ thống phòng thủ vững chắc trong thành phố phán đoán các phương án tiếp cận thành phố của quân nga nếu quân nga mạo hiểm tiến vào thì quân đội ukraine sẽ chống trả bằng cách chiến đấu trên đường phố và chiến thuật khác ngoài ra số lượng đạn pháo được quân đội ukraine sử dụng để phòng thủ adisca còn rất lớn điều này khiến quân nga không thể đơn giản bỏ qua sự kháng cự của quân ukraine mà phải nghiêm túc cân nhắc làm thế nào để đột phá phòng thủ một cách hiệu quả sau gần 2 năm xung đột, quân Nga lựa chọn chiến thuật hoàn toàn khác so với trước đây. Mặc dù họ tiếp tục tấn công các vị trí của Ukraine bằng các nhóm thiết giáp và yêu cầu hỗ trợ trên không khi quân Ukraine phản công, nhưng sự thay đổi chiến thuật này đã khiến cho Ukraine gặp nhiều khó khăn. Diễn biến của cuộc chiến cho thấy lực lượng phòng thủ của Ukraine ở Adivska thể hiện mức độ kháng cự cao khiến quân đội Nga gặp thách thức khi chiến đấu trong thành phố. Sự kháng cự của quân đội Ukraine và vị trí chiến lược của Adivska khiến cho cuộc giao tranh càng trở nên ác liệt. Việc chiếm thành phố Adivska có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với quân đội Nga, không chỉ để giữ ổn định mặt trận mà còn chấm dứt các cuộc tấn công hàng ngày của Ukraine nhằm vào thủ đô của nước Cộng hòa tự xưng Donetsk. Ngoài việc cải thiện các điều kiện chiến lược ở khu vực phía đông Donbass, việc chiếm Adivska còn có thể rút ngắn các tuyến đường vận chuyển giữa các chiến trường phía Bắc và phía Nam của tỉnh Donetsk, đồng thời cung cấp cho quân đội Nga sự hỗ trợ hậu cần thuận tiện hơn mà không sợ bị đe dọa israel chính thức mở chiến dịch tấn công trên bộ vào giải gaza Quân đội Israel ngày 26 tháng 10 thông báo lực lượng bộ binh nước này đã thực hiện một cuộc tấn công lớn vào giải Gaza trong đêm ngày 25 tháng 10. Theo thông báo của quân đội Israel, xe tăng và bộ binh của lực lượng phòng vệ nước này đã tấn công vào nhiều cơ sở hạ tầng và các địa điểm phóng tên lửa chống tăng ở giải Gaza nhằm mục đích tấn công các vị trí của Hamas. Cùng với thông báo này, thì quân đội Israel đã đưa ra một đoạn video clip trong đó cho biết, để chuẩn bị cho các giai đoạn chiến đấu tiếp theo, quân đội Israel đã hành động ở phía bắc Gaza. Thông báo này đánh dấu hành động chính thức của Israel sau nhiều lần đánh tiếng về khả năng tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào giải Gaza cũng như huy động nhiều khí tải, lực lượng đến khu vực biên giới trong những ngày qua. Sau cuộc tấn công trong thời gian rất ngắn, các binh sĩ Israel đã rời khỏi khu vực. Quân đội Israel không công bố thiệt hại liên quan đến các bên tham chiến. Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nguy cơ cuộc xung đột có thể lan rộng ra ngoài Trung Đông. Ông Putin nhấn mạnh Israel sẽ mắc sai lầm lớn khi trừng phạt tội ác của người khác xong lại làm ảnh hưởng tới người vô tội ở Gaza. Sự leo thang của cuộc khủng hoảng sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng, cực kỳ nguy hiểm và tàn khốc, và không chỉ đối với khu vực Trung Đông, nó có thể lan rộng ra ngoài biên giới Trung Đông, Tổng thống Nga nói. Già Gaza đang phải trải qua các cuộc không kích dữ dội của Israel kể từ ngày 7 tháng 10 để đáp trả chiến dịch do Hamas phát động nhằm vào khu vực miền nam Israel. Mỹ lung túng trong xử lý hai xung đột ở Ukraine và Gaza. Trong tuyên bố hồi tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Quốc hội Mỹ phê duyệt viện trợ khẩn cấp cho Israel và Ukraine. Ông cho biết cả hai đều là đồng minh của Mỹ đang bị đối thủ tấn công với quyết tâm hủy diệt hoàn toàn. Ông cũng cho biết việc đảm bảo an ninh cho hai nước này là củng cố sự lãnh đạo toàn cầu của Mỹ, giúp thế giới an toàn và gắn kết hơn. Dù vậy, trong bối cảnh Israel đang chuẩn bị chiến dịch đổ quân can thiệp quân sự vào giải Gaza, sự ủng hộ của Mỹ cho Tenavi bị nhiều nước phản đối khi đặt cạnh việc Mỹ suốt hơn một năm qua liên tục lên án chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga phát động ở Ukraine. Theo tờ The New York Times, Trung Đông lâu nay là một chiến trường trong cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng của các cường quốc ở khu vực Nam Bán Cầu. Tên gọi chung của các quốc gia đang phát triển ở châu Phi, châu Á, Mỹ Latin. Ông Clifford Kupchan, chủ tịch của công ty phân tích rủi ro Eurasia Group Mỹ cho biết các cuộc chiến ở Trung Đông sẽ tạo ra sự chia rẽ ngày càng lớn giữa phương Tây và các quốc gia như Brazil hay Indonesia, những quốc gia chủ chốt ở Nam Bán Cầu. Điều đó sẽ khiến cho hợp tác quốc tế về Ukraine cũng như việc thực thi lệnh trừng phạt đối với Nga thậm chí còn khó khăn hơn. Indonesia, quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới chưa bao giờ công nhận Israel và Tổng thống Joko Widodo đã lên án các hành động của Israel đem tới bất công liên tục với người dân Palestine. Ông nói cuộc chiến ở Gaza sẽ chỉ làm tình hình toàn cầu trở nên tồi tệ hơn, đe dọa giá dầu tăng cao sau khi xung đột Nga-Ukraine làm đình trệ hoạt động xuất khẩu lúa mì trong khi đó tổng thống brazil luisiano lula da silva đã chỉ trích việc mỹ cung cấp khí tài cho ukraine và israel là khuyến khích chiến tranh nhưng đổ lỗi cho cả hai bên về xung đột và đề nghị hòa giải Brazil với tư cách là chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lân phiên trong tháng này cũng đã soạn thảo một nghị quyết ngừng bắn nhân đạo ở Gaza. Tuy nhiên, sau khi Mỹ phủ quyết nghị quyết này với lý do không đề cập quyền tự vệ chính đáng của Israel, đại sứ Brazil tại Liên Hợp Quốc Sergio Fandans bày tỏ sự thất vọng. Hàng trăm ngàn thương dân ở Gaza không thể chờ đợi thêm được nữa. Thực ra họ đã đợi quá lâu rồi, ông cho hay. Các nhà lãnh đạo khối Ả Rập gồm Tổng thống Adel Fanta Sisi của Ai Cập, Quốc vương Abdullah của Jordan, Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Fahad al đều đã có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình ở Cairo, Ai Cập về cái mà họ gọi là tiêu chuẩn kép của Mỹ. Chẳng hạn như là quốc vương Abdullah nói, ở bất kỳ nơi nào khác thì việc tấn công cơ sở hạ tầng dân sự và cố tình bỏ đói toàn bộ người dân về lương thực, nước uống, các nhu yếu phẩm cơ bản sẽ bị lên án và trách nhiệm giải trình sẽ được thực thi. Luật pháp quốc tế sẽ mất hết giá trị nếu không được thực thi đầy đủ. Tham mưu trưởng quân đội Israel, ông Harris Halevi, ngày 24 tháng 10 đã tuyên bố quân đội nước này đã chuẩn bị đầy đủ các kế hoạch tiến công để đạt được mục tiêu trong chiến dịch đối phó Hamas ở giải Gaza, nhưng thừa nhận hoạt động này đã bị trì hoãn do vấn đề chiến thuật và chiến lược. Người Palestine cũng đã trực tiếp chỉ trích phương Tây vì đã không lên án các vụ đánh bom Gaza của Israel, tương tự việc các nước này cáo buộc Nga dội tên lửa vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine bằng những ngôn từ đánh thép. Ông Noor Ode, một nhà bình luận chính trị người Palestine ở thành phố Ramallah cho biết, khi chiến tranh ở Ukraine nổ ra, người Palestine ban đầu đã rất phấn khởi trước lập trường cứng rắn phương Tây. Tuy nhiên giờ đây dường như việc đổ quân vào nước khác chỉ xấu nếu thủ phạm không phải là đồng minh của họ, ông Oden chia sẻ. Sự ủng hộ dành cho người Palestine từ lâu đã rất phổ biến ở khu vực Nam Bán Cầu, nên cuộc xung đột ở Gaza hiện nay chỉ làm tăng thêm sự phẫn nộ ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin rằng phương Tây đang coi trọng Ukraine quá mức bởi đây là cuộc chiến ở châu Âu. Phương Tây bị tố cáo đổ quá nhiều tiền trang bị khí tài cho Ukraine, trong khi các khu vực khác bị bỏ rơi. Chuyên gia Hannah Nos thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ cho biết, quan điểm đang lan rộng lúc này là phương Tây quan tâm người tị nạn Ukraine, nỗi đau khổ của người dân thường Ukraine hơn những người đang chịu đau khổ ở Yemen, Gaza, Sudan, Syria. Điều đó giúp lý giải tại sao mà phương Tây đã thất bại trong việc thuyết phục các nước như Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Với tình hình ở Gaza, nỗ lực đó trong tương lai vẫn sẽ gặp khó khăn. Ông Richard Gowans, giám đốc nhóm khủng hoảng quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc cho biết, đây là một vấn đề rất đau đầu đối với các nhà ngoại giao phương Tây vì họ đã dành rất nhiều thời gian trong năm nay để cố gắng thuyết phục Nam Bán Cầu về phe của họ chúng tôi nhận thấy sự ủng hộ và quan tâm đến Ukraine ngày càng giảm dần trong các thành viên Liên Hợp Quốc trong năm nay. ở châu Âu thì các trang mạng xã hội gần đây đã xuất hiện nhiều tiếng nói từ bên trong các khu vực này chỉ trích các lãnh đạo không nhất quán trong cách tiếp cận hai cuộc chiến ở Ukraine và Gaza. gần đây nhất, cựu thủ tướng thụy điển Canbin đã đăng tải dòng trạng thái Twitter khẳng định hầu hết thế giới đều nhận thức được tiêu chuẩn kép trong chính sách của phương Tây về hai cuộc xung đột và đây là vấn đề cần phải được giải quyết sớm bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại